rồi xuống mình tới cái lửa lên mọi người. Nãy giờ đem lên cũng lâu lâu rồi, nó kẹp bứt đứt làm hai luôn rồi. Này, kẹp con sú tét làm hai thôi. Cua nó ác đạn thật chứ. Lửa con nhỏ nhỏ thấy ngoài trước nó thành nó chết. Này nhiều sú lắm mà nó chết hết trơn. Hợp đài 2-3 kg luôn. Này con gật nè. Cái em này nhỏ quá, đẩy xuống nè. Ui. Đây một đống nè. Con này bắt hết rồi. Con quả nè mọi người. Đây hai con cua nè. Đó. Một đống súng. Cá chẹm cá chiếc thì đổ ra giật luôn. Đổ ra giật nó cho nó nằm trên giật luôn. Đó. Sáng ấm không mọi người. Con này nó còn sống nó bún bạch cả thịt thấy cái thùng đi. Còn nằm trong giật mới nhau nè. Đó. Con này bự nhất luôn. À, mọi người thấy chưa? Này con này là trộn lộn lại nè, như con nhỏ này nè. Con nhỏ trộn lộn lại là 38 con kg nè, rồi con bự này nè. Con nhỏ này là 38 con kg nè. Hôm qua mình canh rồi đó, là 38 con kg. Mà con như con bự thôi không mọi người biết nhiêu. Chỉ có chục con kg mà bây giờ nó hết cơm mọi người. Không có nhiều đâu. Hai con cua. Hai anh cua. Chợ bún bạch bạch. Ui, bự. Hồi anh bún rồi mất tiêu luôn. Đây mọi người. Đó. Thấy không? Thấy được nhiều luôn nè. Rồi thôi nha mọi người. Bây giờ mình hốt tôm cua vô trong cái thùng. Đây. Cho vô thùng. Nói chung mình làm láng hay gì không? Sáng mà bữa nào mà không đi đổ cũng buồn buồn, đi còn cũng quen không? Trong bữa nào trong quê mà bữa nào có tiền vô được rồi. Như bữa nay mình mai mình đặt tiếp tục này vì lý do chặt chẹo cái thật luôn. Là mình phải bỏ. Mình đặt nữa là mình nó chết luôn. Nè, thấy không có chém. Chém này chiên ăn được luôn nha. Bự lắm. 300 gram. Cua này thấy chưa? Đó. Trời bá lưỡi con cua luôn. Không phải một con mà thấy hai con mẹ. Ôi giời, con cua nó dương càng ghê không. Ôi dương dữ vậy. Dương ra. Lần cái miếng giải xuống. Dương ra nó kẹp trúng càng cua kia nè. Trúng cái mè con này nó là nó lá nó dạt luôn. Cho vô. Xin chào mọi người. Vừa bữa nay làm tất cả công việc như mỗi khi mọi người. Sáng đi đủ lúa. Một ngày mới mình chúc mọi người vui vẻ, sức khỏe và vạn sự như ý nha. Mọi người theo chân mình đi đủ lúa nha. Cái nhiệm vụ chính của mình là sáng bữa nào cũng phải đi đổ. Hồi xưa mọi người, khi mà mới làm láng mọi người, mà sáng nôn nao hết trơn. Láng sáng từ trong cái trời sáng xiết xiết đặng ra láng đổ lú, đổ một cái thấy tôm thấy mê lắm. Bây giờ làm lâu quá thấy nó cũng nhầm nhàm, cũng sáng cũng nhiệm vụ như vậy, cũng phải đi đổ vậy, nhưng mà nó không có còn sung như hồi xưa. Xưa ngủ khi ngủ gần sáng là ngủ không được, trong cái sáng xiết đi đổ. Như mình đang nuôi tôm đây là nuôi tôm thâm canh đó mọi người. Cái dạng nuôi là thả xuống đó rồi mật độ là khoảng 3 hoặc 5 đến 5 con một mét vuông thôi. Thường thường là khoảng 3 con một mét vuông là nhiều. Một mẫu đất như vậy là mấy chục ngàn mét vuông. Mình thả xuống đó, mình thả con bót xuống là tự cái con bót nó kiếm ăn hơn nữa.
không có gì, mình không có giải mà hộp gì cho nó ăn, ăn đến khi đúng 3 tháng bắt nó thôi, chứ không 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 có cho ăn cái gì thêm cho nó. Nhiệm vụ nó của nó tự ăn tự sống, nhiệm vụ mình tự tự thả cải tạo của môi trường láng cho nó im đàng hoàng, rồi nó phải tự xuống tự ăn, đơn giản vậy thôi. Mình khi thả cái rồi trùng lắm, thả một đợt cái kiếm đặt đặt lú kiếm mấy trăm triệu trong một một bầy, cái đó là một một năm hai năm là gặp lại một lần nha. Thường thường là hai năm ba năm mới gặp một lần, không có gặp thường xuyên. Lâu lâu cũng trúng bầy luôn, mất gì trúng cái mê lắm, trúng ruộng năm mấy chục triệu trăm triệu là cũng được mọi người. Còn bình thường á, người sống lai gai ác cắt đổ ngày vài trăm vài triệu vậy. Đây, mình khui cái này lên nha, có gì không? Cái này sáng nó bị nhạt oxy luôn rồi, có con cá nó vô, mình để mềm xuống rồi mình qua bên kia mình thăm cá bên kia. Không có caramel là phải tự dở tự đặt gì đâu, tự đỡ vô dở cái lú lên trình mọi người có hay không, xong mới đổ vô cái vợt. Mọi người nói mà không có thật, như đây là cái cảnh quay này là có sao quay vậy không, không thêm bớt thì chết cha rồi. Ủa có giống rồi, nó bị nhạt oxy không rồi, thiếu oxy nè, vô chết cha. Ừ, cái này là thấy không xong nha mọi người, nếu mà để ngày mai nữa là nó chết sạch như vậy đó, bắt buộc mình phải rút bỏ, đổ xong rồi rút bỏ. Tại cái thời điểm này là cái thời điểm nước nè mọi người, nước này là lúc này nó tăng độ pH lên, thành ra cái oxy trong nước không, oxy trong nước nó thiếu. Khi mà con tôm mình nó vô trong cái độc đó là nó thiếu oxy trong nước thì nó chết, chứ không phải tự nhiên nó chết nha, thiếu oxy thôi, chỉ ngay cái tháng này thôi, từ đây kéo dài tới khi mà tới tháng mưa mọi người, tới tháng mưa là nó hết, nó không bị nữa, là nó đủ oxy nước luôn. Tại lúc này cái độ pH nó tăng lên cao quá. Thôi mình xin đốt máy nha, cho mình mới đổ lên mọi người, ngày hôm qua mình thả nó ra con này nè, cái gô tự động nó mặn quá trời, nó chết ở nó. Hôm qua mình thả nó ra hết trơn, con này nó vô nó chết trơn. Con này hôm qua mình thả hết trơn. Trời. Cuốn tẹt cũng dần ra ngoài rồi. Mấy con này là tiêu trơn. Lắm cù đèo luôn. Nó ngọt oxy rồi. Vô nó thiếu oxy thở, tự động chết. Được có mấy con nhạt oxy chưa, mình phải rút lú nha, rút bỏ. Trời ơi, con này hay dữ không, cái con này bắt nó lại không à, con này bắt bán được, cầm vô rồi hay lắm mọi người, đụng là nó bung gian chảy máu nha. Thành quả hai cái được nhiều rồi, đi là hai cái tiếp theo nha, xíu mới lộ xuống đây mình mò cái thùng bê mình bỏ ở đây chưa có con nào luôn không, trong Phật sáng sớm mà đi tháng này trời hầm hay còn đỡ không, tháng kia là tháng mà tháng 10 tháng 11 á, cho rồi sáng đổ một cái nó mưa cạp, tháng năm như là thời tiết nó lạnh hơn, nó lập đông, lập đông thời tiết lạnh nó tràn về được nhiêu không mà. Hai cái rồi mình xuống đây mình đổ tiếp tục nha. Đó rồi cá gô
thuốc không chết, thuốc nó không bao giờ nó chết, thuốc mà để cải tạo láng nó không bao giờ nó chết luôn rồi. Nó ăn con bót dữ lắm. Lúc này nửa tháng 3 độ mặn tăng tự động chịu không nổi. Còn cái gô chết là độ mặn nó tăng lên khoảng gần 60/1000 không rồi. Đo ống độ là 60/1000 nó mới chết. Ui, trời ơi, rồi chết sạch luôn mọi người. Nè mọi người thấy gì chưa? Chết sạch luôn. Thua luôn mọi người. Vậy là mình phải cuốn hết trơn luôn. Mình tính đặt mình quay tiếp tục cho mọi người xem ngày mai, ngày mốt, bữa kia, ngày kia. Nhưng mà đặt bữa nay nó bị vậy là cuốn lún mọi người. Nếu mà mình đặt tiếp tục nữa ngày mai nó vẫn chết như vậy đó. Chết hết. Không có con tôm nào mà còn luôn. Có vẻ nó vô lún nhiều là nó ngậm hết. Ở ngoài lú thì nó sống nhăn, chung cái lú nó ngạt oxy, nó ngạt nó lúc mà khoảng từ 3 giờ sáng, 3 giờ trở về sáng. Trời ơi, rồi xong rồi nữa. Vô. Nè. Một đống xú luôn. Bữa nay xú này mọi người biết là về làm gì không? Xú này là về, lái nó không mua mọi người. Mua rẻ về. Xú này cái nước đem về là gối bánh tráng, mua bún về gối xong hàng luôn, có mấy kilô thơm hay không, có mấy ký, hai cái này chắc cỡ hơn ký có máy mọi người. Đây mọi người, không còn một em luôn, có khi cái gì cũng nổng hết. Một con này sống, con này sống thả luôn. Ồ, dính con cá chẽm nó vô mới, cá chẽm nó. Cá này có khoảng 300 gram mà. Ngạt chết ngắt luôn. Sáng uổng thiệt chứ, cái nè. Con cá phi này còn sống, thả nè. Thả mất cho nó đẻ. Để bắt ra để giăng lưới. Chơi luôn rồi. Hôm qua mình thả tô tớp này mình thả ra nè. Tớp này hôm qua mình thả hết trơn luôn. Bên này nó vô nó ngậm hết trơn luôn. Con này nó lột lắm. Lột mình xèo như dưới quyến. Vô cái bắt đầu cái nó chết trước. Nó yếu nó chết trước. Mình ra nó đỏ tươi luôn. Uống khê. Mình sống. Con này mình sống thả ra. Con này nó ngọt nó chết ngắt luôn. Uống con cá chẽm này nè. Con cá chẽm này lớn nhanh lắm mọi người. Cả này rồi cả thêm 2 tháng sau nữa là nó là vô nửa ký luôn. Cái này mới có 200 mấy 300 gram thôi. Nửa ký 700 gram, lớn nhanh lắm. Rồi, bỏ vô thùng. Này cái thùng cũng như nè. Bỏ vô đi chết ngắt hết rồi. Thì không còn không luôn à. Hết luôn rồi, tiếp tục qua bên kia mọi người ơi. Sáng nay buồn quá rồi, vô nhiêu chết hết trơn, cuốn lú mọi người, mình cuốn lú mình không dám để ngày mai nó chết. Nhầm khi với khoảng chừng 1 giờ phía mọi người là nó đầu nó bị mắc oxy á, gió không có gió là mắc oxy luôn, là bắt đầu nó tôm nó nổi đầu. Khi chắc đó mình ra rồi rắn nó nổi, rồi đèn thấy nó lỗi làm nó sao. Nhưng mà nó ở ngoài nó sống nhăn rồi, nó chung cho lúc là nó chết ngắt. Ghê. Bây giờ mình đi vòng quanh kia, mình đổ thêm mấy cái lú nữa. Đây là mình quay cái cuộc sống hàng ngày của mọi người với của mình nè. Cuộc sống hàng ngày trong vùng sâu vùng xa, làm những gì, có những gì làm, mình quay lên mình chia sẻ cho mọi người biết. Trong cái cuộc sống nó khó khăn, nó khổ cực, nó nhọc nhằn như thế nào, trong cái nội dung đó là mọi người thấy, mọi người hiểu. Như mình quay đây là cuộc sống thì riêng tư của mình đây, là của anh Ba Gạo Vinh Lóc đây.
Đó, sáng bà gạo phải gạo có khoảng mấy chục ngàn mét vuông đất nuôi công nghiệp, đất nuôi thâm canh nè, nằm mẫu này của anh bà gạo nè. Đây bản là xa xa thâm thẳm trời trôi. Đây chuẩn bị mình cuốn mẫu này nha. Sáng nãy giờ mình đổ là nó bị ngạt oxy trơn luôn đó. Còn hai cái trong bên này. Tới đây mình quay. Đây là mình bắt nhiêu, bữa nay mình bắt vô là có thể là tôm rồi, nó quá nhỏ. Tôm đó là lái nó cân ký khoảng chừng 90-100 ngàn vậy đó mọi người. 90 ngàn, 100 ngàn vậy đó. Mình nên chắc mình sẽ đi xách về mình để dành nấu canh xào đồ ăn. Rồi bỏ cái xô này đây nè, sáng con cá chẽm cũng chết luôn. Sáng mà đi đổ tôm mà gặp kiểu này. Mời tính quay tiếp tục cho mọi người xem, nếu mà kiểu này cuốn nghỉ mọi người. Cuốn nghỉ luôn. Đâu dám quay, ý đâu dám đặt nó đâu. Đặt nữa là nó chết tiếp tục nha. Tại từ đây về, từ đây mà tới mưa. Mà không mưa được là đặt cái lú nào là nó chết cái đó vậy đó mọi người. Chết uổng. Tôm tới bán không được ăn. Nói chung không phải mình chảnh nha mọi người. Ăn riết tôm sáng, tôm chiều, tôm cua ăn riết thì sợ luôn. Kiếm cái gì món khác ăn chứ không dám ngó tới con tôm. Mọi người thấy tôm cua, mọi người lâu lâu mọi người thấy mọi người thì thích ăn, nó bổ dưỡng cao á. Nhưng mà đối với mình ăn riết rồi mình sợ nó luôn. Ăn riết rồi kiếm cái gì, kiếm gì khác thay thế. Sáng cua chiều tôm. Rồi hai cái này chắc có bị nhạt oxy hay không. Này có dính hơn, có một con chà bá lửa. Rồi mình rõ đây nè, có con tôm bự kìa. Cái này chuẩn là cuốn mấy cái kia, cái này chắc cũng cuốn luôn, cái không để. Để chỉ có hai cái này rồi mới công đi thăm. Rồi cái này có mấy con xả nắm đuôi xả ra luôn. Tôm này nó còn sống mà mình thả ra để chuyến sau mình bắt được luôn. Để mình dở lên cho mọi người xem. Đó. Cái này có được 2-3 con này. Nó còn sống. Sống cho mày ra. Đây 3 con. Xuống rồi. Đó, chạy đi. Rồi cái này là không đặt nữa nha. Mình thấy đông dư không. Nhổ. Nhổ lên. Rồi nhặt lại không rồi mà bỏ xuống này đạp chứ xịn luôn đấy, rồi đạp chứ xịn, nhận xịn xuất, hẹn lại chuyến sau đặt tiếp nhặt. Chắc đặt nữa chắc cũng lâu lắm mới đặt mọi người, chừng nào mưa xong đâu mới dám đặt. Còn cái này có một con bự nữa, thọt tay vô bắt con bự còn nhiều. Nhổ luôn, nghỉ luôn. Cuốn hết luôn. Ngày mai nghỉ quay đặt lú rồi. Vì lý do trục trặc kỹ thuật. Này con bự đây. Con này thì phải bắt nó. Không bán thì quất thịt. Ôi dạ. Con này trọng trọng lụm luôn. Rồi. Hai con bự. Vô cái vợt trên bờ. Còn như vừa thả chút nó ra, thả cho nó sống lại luôn rồi. Rồi bỏ vô. Đây còn như xuống thì thả nó ra. Có 7-8 con. Dạ. Rồi cuốn luôn nha. Máy bay tạm biệt mày vài bữa nha. Tạm biệt vài bữa chứ. Trời bữa nay là 18 mình á. Căng tròn như cái đĩa. Chắc nó hơi méo méo. 18 căng hơi méo méo.
Chừng nào đợi mưa không dám đặt này, rồi nhặt xuống luôn. Rồi đi lên được hai con thôi, còn bốn cái bên kia mới nữa, bốn cái kia toàn bụi bậy thôi. Chắc mình cũng cuốn luôn hai con. Đi vô, đi cuốn hai cái bên kia nó chứ phải quên đi vô. Còn hai cái bên kia sáng không vòng trong ruộng bữa nào cũng lặn lội chứ. Kênh mới làm mọi người, lúc nào cũng đầu tư tiền vô để quay chứ. Mà mọi người chưa biết mình nhiều. Mình làm cái kênh kia là cái kênh Anh Ba Gạo TV. Kênh kia là cũng bật kiếm tiền, nhưng mà cái lượt xem nó cũng bấp bênh. Nhằm lúc đăng clip nó lên 7-8 ngàn, mười mấy ngàn lượt xem. Nhưng mà clip lên mấy chục lượt xem, chán thiệt luôn. Này, lấy cái vỏ này đi tiếp luôn. Bên này thôi, bên này là mình làm cái kênh mới là kênh Anh Ba Gạo Vinh Lóc. Nhưng mà nó lên đều. Lên đều nó trong cái cây thật mình là cái thật gì bên YouTube á mọi người. Mình phải cần làm những gì là mình không có rành lắm. Chứ mình học hỏi từng ngày không. YouTube năm 2024 này nó khó khăn lắm. Chỉ quay tự nhiên, mình cũng thích cái cảnh là YouTube mới ra thôi, tại vì mình không biết như thủ thuật nhiều. YouTube mới ra nó là ai dùng thủ thuật nhiều là bị treo. Thật sự mình mù thủ thuật luôn, nhưng mình làm chậm lên mà. Buồn quá. Mọi người gắng cố gắng vô mở rộng lòng thương giúp mình đi. Mình hôm nay cũng lớn tuổi mọi người, mình thấy mấy nhỏ nó làm quá, mình thử sức thôi. Thử coi mình có thông minh bằng nó không. Nhưng thật sự là muốn thông minh bằng nó là không phải chuyện bình thường nha mọi người. Bỏ hai con này vô đây luôn. Tụi trẻ giờ nó thông minh lắm. Mốt ai nói tụi trẻ mà nó không biết gì hết thì tôi cự luôn. Chuyện ở đời nó thiếu kinh nghiệm thôi. Còn cái chuyện mà bên kỹ thuật số là nó gành không mình nhiều lắm. Lớn tuổi mà đeo theo á, không hiểu gì mò không, cũng không có ai dạy nữa. Rồi hy vọng mọi người mở rộng lòng thương ủng hộ mình thôi chứ. Tại vì không phải là mình còn nhỏ nữa. Năm nay mình lớn tuổi rồi. Muốn gần 3 tầm bằng nhỏ hơn bà Tân Vlog chút. Bà Tân Vlog 6 mấy rồi, 62, 63 rồi. Mà có kêu bà Tân không. Mình nhỏ hơn bà cũng khoảng vài tuổi chứ không rồi. Nhưng mà là mình đã đặt cái tên mình Anh Ba Gạo Vinh Lóc. Nhưng mà Ba Gạo Vinh Lóc nó làm học khởi quá. Mọi người vô ủng hộ của bộ kéo cho Anh Ba Gạo Vinh Lóc nhanh có cái lực bật kiếm tiền mọi người. Bật kiếm tiền là 1.000 sub. Bây giờ mình mới có 240 mấy à. 4 mấy sub. Đây tới cái lú tiếp theo mọi người. Tôi đường bước xuống. Bước xuống lũng lỗ luôn. Cái lú này đừng nói là nó bị ngợp đó nha. Ngợp là mình cuốn luôn, mình nhảy luôn nha. Cái lú này thằng qua cũng nhiều tôm lắm. Khối. Ui. Con cua. Con tà bà nữa không? 1 kg. Đây. Đó, thấy gì chưa? Nửa ký. Thằng cua này trên nửa ký có 600-700 gram. Mình thăm cái này thăm cái kia để ốc máy cuốn luôn mọi người. Mới còn có mấy cái bên này mình biến thăm. Cái này có con gì bắt nãy giờ bữa nào của mình cũng bán hết trơn, ít nhiều cũng bán rồi. Đây xuống thì xong luôn. Này có nè mọi người nó. Nó im bỏ xuống nó không bị ra mà. Nó gỗ gì vậy ra.
Rồi úp máy lên bờ, đổ cuốn lú luôn. Ngày mai nghỉ quay nha mọi người ơi, vì lý do kỹ thuật là bị ngập oxy nước. Đây mới đổ hai cái vừa xong đây, có một con cua chà bá lửa. Mọi người, cua nè. Cua được cua đực, cua y. Lũ cái con nhỏ nhỏ mình thả. Con này nó gấp một cái rồi xong hàng luôn. Rồi lụm ở trốn đó đây ông trời. Lừa lừa họ quắp tôi cái cưa cái tay luôn. Con nhỏ nhỏ nó thả ra luôn. Kẹp vô nó kẹp con cua, con tôm nó ăn đứt cái đầu. Con này nó dữ lắm. Vô nó lụm xuống hết trơn. Lụm bỏ vô. Con nó nhỏ thì thấy ra, con nào bự thấy vô. Bắt cái con này ra cho người thầy xem. Ôi già, cầm không nổi với nó. Trời ơi, nó giặt cái tay bị rung mà mặn ảnh. Đây, mọi người thấy gì chưa? Cua khổng lồ luôn nha. Cua này cỡ 600 gram. Không có dây chối nha. Cua chắc quá trời chắc luôn. Hay là đây mình kiếm cái dây này mình chối nha. Cua chà bá lửa. Sáng mà vô chừng 3-4 con cua này thôi. Tiền không. Chối nha mọi người. Có cọng dây đây. Dây chà bá lửa này. Vô con. Giờ mình vừa chối xong đây. Đang chối cái rớt cái camera xuống tắt cái bắp. Rung máy luôn. Chắc con cua này chắc trên 100.000 xa. Gặp ở thành phố bán cua này 500 luôn. Đây bán này. Rồi xong. Cái giờ chỗ này có một con bỏ đây nè, nhớ bốn con ở đây nè. Đây kim gặp nó thôi, nó sinh nụ rồi. Xuống đây mình lụm hai cái này nó là xin chấm dứt. Đây cái này có cua không, cua hết rồi, ăn gặp nữa. Thôi ôi một em nữa. Cua hả à, nó em cua đó. Bậy em càng cái kẹp bậy mà dở lên nó ngọt ngọt quá, nó quậy nó kẹp xuống luôn, đứt làm hai chân. Khui cái này cũng có cua đó nha. Ồ, cái này nó xuống không à, dở cho nó bớt gỗ đi xúc. Rồi em cha cũng được á. À, con cái bị ngọc oxy mình, ngọc oxy nước mình thứ rút thôi, sẽ để ngày mai đặt dẫn cái tên nha. Máy nha, đây cái thùng mình ngay bỏ đây, đây thanh quả nè mọi người, chết cha mọi người, kẹp bỏ ra lụm này nè, kẹp ha. Cho nó không giữ nha, sẽ chấu nha mọi người. Con này là con thứ hai. Cua lúc này cua chắc không, cua lúc này là ăn rất là ngon, thịt là tới thịt luôn. Cua y cua gì cũng ngon hết chứ. Đó, sáng lụm được hai con cua. Hai con cua này chắc cỡ 900g, 900g đến 9 ký. Đang con kia 600, con này 400 là dám ký luôn. Nắp vô mình cân luôn. Cân cho lái. Mình úp máy mình chói nha mọi người. Rồi xuống mình tới cái lửa mọi người. Nãy giờ đem lên lâu lâu. Trời nó kẹp bứt đứt làm hai luôn. Này.
gặp con sú tép này thôi. Cuồn nó ác đạn, ác đạn thì chưa. Để con nhỏ nhỏ thấy ngoài trước nó thành nó chết. Này nhiều nhiều sú lắm mà nó chết hết trơn. Hạt đời 2-3 kg luôn. Này gần nè. Cái em này nhỏ quá, đẩy xuống nè. Ui. Đây một đống nè. Con này bắt hết luôn rồi. Còn quả đâu luôn. Đây hai con cua nè. Đó. Một đống súng. Cá chẹm cá chiếc thì đổ ra giật luôn. Đổ ra giật nó nó nằm trên giật luôn. Đó. Sáng ấm không rồi. Con này nó còn sống nó búng bạch cả thịt cái thùng đi. Còn nằm trong giật mới nhau nha. Đó. Con này bự nhất luôn. À, mọi người thấy chưa? Này con này là con này là trộn lộn lại nè, như con nhỏ này nè. Con nhỏ trộn lộn lại là 38 con kg nè, rồi con bự này nè. Con nhỏ này là 38 con kg nè, mà qua mình canh rồi đó, là 38 con kg. Mà con như con bự thì không mọi người biết nhiêu. Chỉ có mấy chục con kg mà bây giờ nó hết cơm mọi người. Không có nhiều đâu. Hai con cua. Hai anh cua. Trời bún bạc bạc. Bự. Hồi anh bún rồi mất tiêu luôn. Đây mọi người. Đó. Đây cậu đi ra. Mình thấy được nhiều luôn nè. Rồi thôi nha mọi người. Bây giờ mình hốt tôm cua vô trong cái thùng. Đây. Cho vô thùng. Nói chung là làm láng hay gì không? Sáng mà bữa nào mà không đi đổ cũng buồn buồn, đi còn cũng quen không? Trong bữa nào trong quê mà bữa nào có tiền vô được rồi. Như bữa nay mình mai mình đặt tiếp tục này vì lý do chặt chẹo cái thật đúng không? Là mình phải bỏ. Mình đặt nữa là mình nó chết luôn. Nè, thấy không có chém. Chém này về chiên ăn được luôn. Bự lắm. 300 gram. Cua này thấy chưa? Đó. Trời ba lưỡi con cua luôn. Không phải một con là mà thấy hai con nè. Ôi giời con cua nó dương càng ghê không. Ôi dương dữ vậy. Dương ghê. Lần cái nó giải xuống. Dương ghê nó kẹp trúng càng cua kia này. Trúng cái mè con này nó là nó lá nó dạt luôn. Cho vô. Đây con ở trên này nằm. Ở trong vệt. Cho vô luôn. Đó. Rồi, nửa thùng luôn. Nửa thùng cá, nửa thùng tôm, nửa thùng cua luôn nè. Thấy gì chưa? Sáng lụm đập cái kiếm. Hôm qua mà căng được tổng cộng cũng được 400 mấy. Cái này cũng cả tuần qua. Thôi đi, bây giờ mình đi vô. Ở video cũng dài luôn rồi, mọi người thấy thích thì mọi người cho mình nhớ mở rộng lòng thương cho mình xin một like, một đăng ký mọi người. Quan trọng bây giờ mình thiếu có đăng ký gì lắm. Mọi người mà thương mình cho mình thì xin đăng ký, mọi người một đăng ký mọi người. Cho nên là mình xin thật lòng. Mọi người ủng hộ mình là mình mừng lắm. Mọi người thương mình làm á video như vậy nè. Cũng nhầm khi cũng rất là khó khăn luôn rồi, đi quay cũng phải chuyện bình thường đó, nhưng mà mình có mình ơn mình nè. Quay mà Caramen ấy thì là Nhật Dương là bây giờ nó đang đi học, bữa nó nghỉ thì nó quay tiếp, mà không có thì mình tự đi ấy tự quay. Nhưng mình quay bữa nay mà chỗ đổ lú á là mình không quay được, lý do là lúc đó mình đổ tay đâu mình quay, mà giờ dưới nước mặn không, nó đổ là lọt lọt có máy quay xuống nước coi là xong. Nhưng mà mở rộng lòng thương ủng hộ cho mình nha. Nên là mình xin thật lòng mọi người nhớ thương mình đi. Thôi, video cũng dài, mình xin tạm dừng tại đây nha mọi người.
Xin bye bye mọi người, tạm biệt mọi người nha. Xin bye 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 bye.